Chào các bạn. Hôm nay tụi mình lại tiếp tục với cái series 10 triệu. Lần này là mình sẽ không cho thằng cu ăn đi siêu thị nữa mà chuyển sang là mình nha bạn. Hôm nay là mình sẽ đi siêu thị mua vé số. Đồ thôi, thật ra là mình đi vòng vòng ngoài đường mua vé số các bạn. Lý hôm nay là mình sẽ dùng 10 triệu để mua vé số. Hình như là một năm mấy, hai năm trước là mình đã từng làm clip là dùng 1 triệu để mua vé số và kết quả là không có trúng đồng nào hết các bạn. Nên hôm nay quyết định là đầu tư 10 triệu để mua vé số. Thử xem là tăng lên gấp 10 lần, thử coi có may mắn hay không. Nói chung là clip hôm nay là mình sẽ cầm 10 triệu đi mua vé số của mấy người bán lẻ bạn, chứ không có mua đại lý nha. Ok, bạn nào mà thích cái series 10 triệu này của mình thì hãy nhấn like, chia sẻ video lên Facebook cũng như bình luận để xem mình biết là có bao nhiêu bạn ủng hộ cái series này của mình nha. Còn mấy tờ chú? Dạ. Còn mấy tờ? Dạ con. Quá tờ luôn hả? Dạ con nhớ. Anh đếm mày từ. Giờ mình đếm từng tờ luôn ha. Đếm từng tờ đi. Đếm. Một. Không sao, đếm không sao đâu. Ba. Bốn. Năm. Lại đếm chắc mệt luôn quá. Sáu. Đây em đếm từng. Từ từ. Bảy. Tám. Chín. Mười. Một. Tám bốn. Sáu lăm. Sáu lăm tờ. Rồi ok, mua 65 tờ hả chú? Dạ dạ. Ở đây làm clip mua thử 1000 tờ cho trúng luôn. 65 tờ là 650. 650 hả chú? Dạ đúng rồi. Chú với em đây có ba mấy tuổi hả? Em 30 vậy anh. Ừ anh. À dạ dạ dạ. Đây, có một chị bán vé số nè. Mấy tờ hả chị? Dạ. Ủa còn như đây là nhiêu tờ chị? Không biết anh. Không biết đó hả? Em đếm, em đếm luôn ha, đếm luôn ha. Đếm chứ không biết. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16. 76 đúng không chị? Dạ. 76 ha. Là 786 đúng không chị? Dạ. 76. À hỏi em 40. Đưa 800, hỏi em 40. Tao cho con nhà mà chắc là heo tội nghiệp. Không ai giữ anh. Không ai giữ hả? Dạ. Ủa chứ chồng gì đâu? Chồng em làm thứ xưởng xưởng gỗ anh. Là đi làm luôn làm hả vậy? Là từng tối từng sáng anh. Giờ em giữ đặng là cho ổng ngủ, chiều ổng đi làm. Nói chung là mình không có người giữ thì phải dắt theo luôn. Rồi chúc chị mời bạn đặt nha. Dạ. 65, 66, 67, 68, 69. 69 là 689 hả chú? Dạ dạ. Rồi con tóc lên lắm rồi chú. Vậy thì mình xong mình về luôn á chú. Dạ về luôn 690 thầu lại. Thôi 301. 301. Dạ, dạ rồi để con tính nè. 1 2 3 4 5, 6, 7. Ở Bình Dương mình thấy có một điểm phát khẩu trang miễn phí đó bạn ơi. Vô mình lụm thử coi có cho mình được mấy cái nha. Mọi tiếng ra xin. Phát khẩu trang gì mà không đeo khẩu trang ngộ à. Ủa bán phải hay bán hả? Vô, hết rồi. Ủa hết rồi hả? Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Lọc rồi lọc. Lọc rồi lọc kìa. Rồi cảm ơn nha. Cảm ơn thầy. Gặp idol rồi. Quá mừng quá. Idol. Mình vừa mình có mấy khẩu trang các bạn. Ok. 55. Ồ, nói chung là mấy bạn đó phát rất là hay các bạn. Vừa đủ 3 cái luôn á. Xe mình 3 người được 3 cái luôn. Một bịch 3 cái nha. Ok, nói chung là đồ miễn phí là sử dụng cảm thấy rất là khoái luôn. Một công điệp ý nghĩa nha. Hiện tại là 12 giờ trưa rồi nên tụi mình ăn trưa nha bạn. Đi muốn chết luôn, đi từ sáng giờ luôn mua được khoảng 500 mấy 600 tờ. Bây giờ ăn trưa nha, ăn xong rồi nghỉ ngơi miếng rồi đi tiếp các bạn. Đổ ra, đó cái dây nè, tiếp em là dây nè, đổ ra sao đó tiếp rồi. Nghe hả? Ừ. Nóng. Đơn giản không? Đó, rồi nó chan canh lên và thưởng thức. Có một người bán vé số đó mà không có đứng dậy được nên ăn nó xuống mua nha các bạn. 6, 7, 8, 9, 10, 11,
tờ nha con. Cảm ơn con. 4 tờ nha. Tới giờ chưa cho chú ăn. 14, 15. Ăn nó đang băng qua đường các bạn ơi, tại vì ngược chiều mình tụi mình không đi xe ô tô rất khó qua nha. Nó đã nhắm được cái đối tượng đó chính là cái ông bán vé số nào đó các bạn. Mình phóng lại nha. Rồi bắt đầu gà gẫm. Ăn bắt đầu gà gẫm mua vé số nha các bạn. Rồi rồi, anh ăn đã gà gẫm được bác bán vé số. Rồi rồi, bắt đầu đếm tiền. Rồi hút hết luôn rồi. Ok. Gà gẫm thành công. Rồi nó tiếp tục gà gẫm một chị gái nha các bạn. Rồi hiện tại là 4 giờ chiều các bạn. Càng chiều thì càng khó mua các bạn. Hiện tại là tụi mình còn 510.000 nữa là mới hoàn thành. Tức nói chung là mua hết 9 triệu rưỡi rồi, còn 510.000 nữa là mới hoàn thành các bạn. Mà 4 giờ chiều nên tìm mua rất là khó luôn. Lúc mà sáng sáng thì còn rất là nhiều người bán, mà chiều thì người ta bắt đầu người ta rảy rác ra các bạn. Với lại mỗi người có mấy vé, mỗi người có chừng mười mấy vé, 5-10 vé các bạn. Bây giờ phải đi săn rất là khó luôn. Nói chung là bây giờ là tụi mình tranh thủ là chạy mấy cái ngã tư rồi các bạn. Mấy người nào mà bán chưa hết thì người ta sẽ ra ngã tư nha. Còn khoảng nửa tiếng là sổ số rồi. Rồi hiện tại đang là 4:17 bạn, còn khoảng 13 phút nữa là sổ số rồi và mình còn 100.000 nha. Nói chung là càng cuối giờ thì ai cũng bán hết các bạn ơi, vô hỏi ai cũng bán hết hết á. Bây giờ còn 10 tờ nữa, mình vẫn đang chạy tới chạy lui, đang chạy đua với thời gian để mua 10 tờ cuối cùng. Rồi chuẩn bị tới ngã tư này à, thử coi có ai bán không nha. Tại vì thường là 4:15 là người ta bắt đầu người ta bán hết các bạn ơi. Tại vì tới 4:30 bán không hết, ta phải ôm á. Qua 4:30 là không có bán được. Mình đang chạy đua với thời gian, mình được đông quá nên chạy từ từ. Đua thời gian thôi chứ không có đua ngoài đường các bạn. Rồi, ngã tư không có một ai bán luôn, ai mà bán hết người ta về hết rồi, đâu ta đâu ngồi đây nữa đâu. Sắp ra khỏi khu dân cư. Rồi ngang đang băng qua đường mua cái một ông lão bên kia đường các bạn ơi. Bên kia đường thì mình không qua được nha. Đây là mình quay được cảnh ăn nó đi chơi với xe không? Rồi ông đi đâu luôn rồi. Rồi ok, quá ngon, có luôn các bạn ơi. Sao em đủ không? À rằng sổ người ta không dám bán. Vậy hả? Người ta trả về đại lý hả? Em năn nỉ em bán. Không, người ta sợ sao em không biết đó, người ta không dám bán, người ta ngại. Vậy hả? À còn khoảng 4 phút nữa là 4:30 bạn. Người ta ngại, người ta không dám bán, nhưng mà vẫn cuối cùng cũng vẫn mua đủ 10 tờ nha. Ok, nói chung là tụi mình đã hoàn thành dùng 10 triệu để mua vé số. Còn khoảng 3-4 phút nữa là 4:30 rồi. Bây giờ tụi mình sẽ về nhà chạy ra và dò nha, thử coi là kết quả là mua 10 triệu 1.000 tờ, xem là có trúng được 100.000, giải 100.000 hay không nha. Thường là có mấy bạn comment là cái cọc này có thể là không đủ 1.000 tờ các bạn, nên mình sẽ để từng tờ ra cho mấy bạn đó đếm nha. Chứ mình ngồi mình đếm một cọc này đếm cũng phê đó các bạn. Mình sẽ tua nhân 6, các bạn nào mà không tin vô đây là 1.000 tờ thì các bạn tự đếm giùm mình nha. Ok, nói chung là tụi mình mua hết 10 triệu thì được quy cọc như đây.
Rồi ở đây là tụi mình đã sắp xếp là từ hàng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 các bạn xếp theo một hàng để dễ dò nha. Rồi đây là kết quả sổ số ngày 23 tháng 2 đài Tiền Giang nha. Số đầu chính là 97 nha, mình sẽ tìm số 97. Đây mình sẽ dò từ hàng 9 các bạn, đây là mình để là hàng 9, mình sẽ kiếm số 97 nha. 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97. Và đây 97 là mình đã trúng được số đầu. Mình thử coi mấy vé nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi mình đã trúng được số đầu 7 vé. Rồi nói chung là đã trúng được số đầu 97, 7 vé. Cặp này 7 vé là được 700 ngàn rồi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ sổ, sẽ dò kế tiếp là số quay được chưa. Rồi tiếp theo là giải 7 là số 926. Mình sẽ đi tìm hàng 2 nha. Đây hàng 2 là có 20, 21, 22, 23 không có, 24 không có, 25 không có, nhưng mà có 26. Ở đây nó có là 926 nhưng mình lại được là 526. Có nghĩa là mình để mình coi thử là mình có toàn là 926 không nha. 926 các bạn, 926, 426, 526 rồi. Thôi 426 không, không phải 926. 126 nữa nè. Nếu mình mua được một sắp 100 tờ này là mình trúng rồi các bạn. Mà cái tiếng là không mua đủ nha, người ta bán cho người ta rồi. Tức là cái người bán vé số này là có người bán trúng rồi đó, mà mình không có mua được. Rồi kết quả là mình chỉ có 126, 426 được thôi, không có 926. Tức là mình đã tập cái giải 7 rồi nha. Rồi tiếp theo là giải 6 gồm có 48, 56 và 76 nha. Mình sẽ dò 48 trước. 44 và 45, không có 48, hỏi dò. Và tiếp theo là 56, 56 thì mình có 56 đây. 56 gồm có là 2356, 2356, mình sẽ kiếm 2356 nha. Rồi kết quả là không có 2356 các bạn ơi. Tại 5256 không à. Rồi, tại là 5256 không. Rồi 56 chặt rồi nha. Rồi tiếp theo là 2076. Ở đây mình không có số 76, chỉ có 77 thôi, không có 76, khỏi dò. Rồi giải 5 là 2912. Mình sẽ tìm số 12, có 12 không em? Không. Ở đây mua 10, 11, không có 12 mà lại có 13. Rồi khỏi dò luôn. Rồi tiếp theo là giải 4 là gồm có 08. Mình có 08 không? Có 54108. 54108 rồi. Kiếm số 1 á, 108 á, kiếm 108. Không có rồi, 908 không rồi. Kiếm 108. Có 2 nè. Không, kiếm từ 108 thôi. 108 rồi đúng không? Lại 908 không, 608 luôn không phải luôn. Rồi 508 không phải luôn, không có 108 rồi. Lại 5 luôn rồi. Rồi, chặt rồi. Toàn. Rồi, tiếp theo là giải 3, gồm có là 68 với lại 18 nha. Mình sẽ tìm 68 với 18. 68 có không? Có. Đâu? Đây. Đây 68. 68 có 68. Đây 68. 68 có là 72968. Mình sẽ kiếm 968. 968. Đây là 468 không các bạn ơi. 768. Rồi, không có 968 rồi. 68 chặt rồi nha. Rồi gì nữa, đây là 18 đúng không? Có 18 không? Không. Rồi chỉ có 17 không có 18, tức là hỏi dò. Ba giải cuối cùng đó là giải 2, giải nhì nhất và giải đặc biệt nha. Giải 2 gồm có là 1, 9, 2, 3, 5. Có 3 năm không? 1, 9, 2, 3, 5. 1, 9, 2, 3, 5. Đây là 2, 9, 3, 3, 5 là chặt rồi. 2, 3, 5, bây giờ mình kiếm 2, 3, 5 nha. Có 2, 3, 5 không? Đó, đây là 3, 3, 5 không? Rồi ok, giải 2 là tụi mình tập thôi nha. Tiếp theo là giải nhất 59268. Tụi mình chỉ có 768 thôi nha, không có 268, đi kiếm coi có 268 không, mà dò tiếp. 768 không. 468 luôn. Rồi, tụi mình không có 268. Hỏi dài là hỏi dò luôn. Rồi tiếp theo giải cuối cùng. Rồi tiếp theo giải cuối cùng, giải đặc biệt gồm có 115934, mình sẽ tìm số 34 nha. Hàng 3 mua gắn lết các bạn ơi, mình chỉ mua là có 30 với lại 35 thôi, không có 34.
Rồi kết quả là 1.000 tờ. Nhưng mà tụi mình chỉ trúng được có hai số đầu, đó chính là số 97 thôi. 7 tờ 97. Phải chơi 97 nó mà đổi bao nhiêu đây nè mấy bạn? 100 tờ hả? Cái này là 100 tờ 02. Ừ, vô số 02 là lụm rồi đúng không? Nói chung là tụi mình chỉ bỏ ra 10 triệu và trúng được 700 ngàn các bạn. Chơi vé số là hên xui nha. Nếu như mà ai chơi cũng trúng thì đâu còn là hên xui nữa. Nói chung là trúng được 7 tờ thực sự là cũng rất là hên rồi. Chứ có thể chưa ăn nổi luôn á. Một dãy trống ở đây luôn. Đúng rồi, quá tài số mình mua hiếu luôn. Kết quả là tụi mình trúng được 7 tờ các bạn ơi. Nè, ăn may đổi giùm anh nha. Dạ. Ra đại lý hay là gặp người bán vé số đổi cũng được. Dạ, 700 ngàn. Rồi vậy mình kết thúc như thế này. Vì vậy hôm nay là Hữ dùng 10 triệu để mua vé số. Kết quả là trúng được 7 tờ. Giải 100k, 7 tờ là 700k nha bạn. À, bạn nào thích video này hoặc ủng hộ cái series 10 triệu của mình thì hãy nhấn like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra video mới nha. Tạm biệt các bạn.